Alo Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm một loại bánh rất là ngon luôn. Có cái độ mềm mềm dẻo dẻo nè. Và mình ăn lạnh hay là mình ăn nóng gì cũng ngon hết trơn á. Đặc biệt á, bánh mà mình để tủ lạnh mình ăn được 2-3 ngày luôn. Vẫn ngon, dẻo, mềm và có cái độ béo ngậy từ nước cốt dừa. Thì mời các bạn cùng vào bếp để xem món bánh ngon này với mình nha. Ở đây mình chuẩn bị 100g bột nếp. Và mình dùng tiếp theo 150g bột gạo nha. Hai loại này là mình dùng 250g. 400ml nước cốt dừa. 200ml nước lá dứa mình xay ra đó. 150g đường. Chút xíu muối. Và đây là bột rau cau giòn mình dùng aga nha. Các bạn tìm mua trong chợ á là sẽ có bán. Đây là hai loại bột mà mình dùng nè, thì các bạn dùng hiệu nào cũng được nha, không cần phải giống mình đâu. Rồi bây giờ sẽ pha bột nè, cho hết bột gạo cũng như là bột nếp vô trong cái thau lớn. Các bạn sẽ cho đường vô luôn, thì phần đường này là vừa ngọt á, dặn thêm chút muối cho nó đậm đà hơn. Rau cau này á, thì mình dùng một muỗng cà phê vung. Rồi trộn đều lên nha, cho các nguyên liệu nó hòa quyện với nhau trước. Xong rồi các bạn sẽ lấy nước lá dứa mình cho vô nha. Rồi mình cho tiếp nước cốt dừa luôn. Thì mình dùng tỷ lệ 250 bột là 600ml nước. Trong đó thì gồm có nước cốt dừa và nước lá dứa mình xay ra. Thì nước lá dứa này mình xay ra từ 10 cọng lá dứa. Hòa trộn cho đều. Xong rồi các bạn sẽ để yên 15 phút cho bột nó nở thì bánh nó mới ngon nha. Sau khi bột mà mình đã để cho nó nở xong rồi á, các bạn sẽ cho vô trong cái chảo chống dính nha. Mình cho hết cái phần bột vô. Rồi bật bếp thì các bạn để lửa nhỏ thôi. Rồi vừa bật bếp lên á, thì các bạn nhớ khuấy liền nha. Không thôi là bột nó đóng ở dưới đáy chảo á, nó sẽ bị ốc trâu. Mình khuấy nhẹ nhàng liên tục theo một chiều. Khuấy đều vậy á, thì bột của mình á, nó sẽ được hòa quyện đều hơn. Và nó đặc nhanh hơn, nó không có bị ốc trâu ở dưới đáy chảo. Mình khuấy một hồi bắt đầu nó sẽ đặc vậy nè các bạn. Nó có hiện tượng vừa đặc mà nó nửa chín nửa sống á. Thì mình vẫn tiếp tục khuấy nha. Khuấy đến khi nào mà khói bột nó quyện lại và nó không còn cái bột ướt nữa. Và trong bột có nước cốt dừa nên các bạn khuấy nó dễ lắm. Rồi bây giờ khói bột của mình nó đã quyện lại nè. Có bột nếp vô thì mình thấy khói bột nó dẻo hơn và khi khuấy các bạn khuấy nó nhẹ tay hơn nữa. Trong bột mà mình khuấy thì có bột năng thì nó sẽ hơi nặng hơn chút xíu. Còn bột gạo và bột nếp hòa chung với nhau thì rất là dễ. Và mình cũng đảo liên tục như này để cho nó chín hẳn luôn nha. Khi nào mà mình thấy bột của mình nó trong hoàn toàn, nó không còn bột trắng nữa là nó chín. Rất là dẻo luôn, quyện thành một khối. Và bây giờ mình sẽ coi bên trong. Bây giờ mình thấy nó trong hẳn rồi nè. Bột nó trong và nó dẻo hơn nữa là bột đã chín rồi. Mình tắt bếp luôn. Dùng cái khuôn mình lót ở bên dưới là một cái bọc ni lông nha, để chống dính cho bột á. Rồi bây giờ các bạn sẽ cho hết toàn bộ cái phần bột vô trong cái khuôn này. Mình dùng cái khuôn dài. Các bạn có khuôn nào thì dùng khuôn đó à. Dàn nó ra để cho cái lớp mặt ở bên trên đó, nó được láng hơn. Rồi bây giờ mình đậy cái màng bọc này lại để cho nó đừng có bị khô. Rồi mình sẽ để yên ở đây nha, khoảng 1 đến 2 tiếng cho bánh này nó nguội hoàn toàn. Mình để được khoảng 1 tiếng mấy á thì thấy nó nguội là được à. Bột mà nó nguội thì bánh nó sẽ dẻo hơn. Bây giờ mình sẽ lấy bánh ra. Bánh nếp, lá dứa làm theo kiểu mới lạ. Rất là nhanh luôn. Rồi mình ép cái bột lên trên để cắt nha. Cho nó đừng có bị dính cây dao á. Cắt ra những cái miếng nhỏ nhỏ đó. Để chút nữa mình dùng cái túi ni lông hoặc là cái màng bọc á. Các bạn bọc nó lại. Rồi bây giờ mình sẽ chẻ đôi thêm một lần nữa nha, cho nó nhỏ lại, nó gọn hơn. Thì chút nữa mình gói vô cái bánh á, mình ăn nó ngon hơn, nó gọn gàng.
Mình dùng những cái bọc ni lông này nè. Bọc này là cái bọc dẻo nha, các bạn tìm mua trong chợ á. Nói là những cái bọc đựng đường á là người ta bán à. Mình sẽ lấy những cái miếng bánh nhỏ nhỏ ép nó vô cái bọc, rồi mình sẽ tẩm hai đầu. Rồi, các bạn sẽ xếp bọc lại. Xếp lại xong rồi cái mình hai ấn dẹp dẹp xuống để cho cái bánh nó dẹp hơn, nó ra cái dạng của cái bọc á. Vậy là xong một cái rồi nè. Mình làm giống như là làm kem chuối vậy đó, ép vô trong túi. Làm cái kiểu này nó sẽ lạ hơn. Mình ăn cái bột nó dẻo và nó có cái hương thơm của lá dứa nữa. Đè cho nó hơi dẹp xuống chút. Rồi xếp cái bọc ở trên hai cái mép đầu lại. Rồi các bạn làm tương tự ha. Mình làm được khoảng 12 cái bánh á. Làm xong hết trơn rồi nè. Thì bánh này á, các bạn ăn ngay cũng được, nhưng mà muốn cho nó ngon hơn thì bây giờ mình sẽ lấy hết cái phần bánh. Mình đem vô trong ngăn mát tủ lạnh nha, mình để khoảng 1 tiếng đồng hồ nha. Cho bánh nó dẻ hơn thì mình ăn nó sẽ ngon, nó có cái độ lạnh lạnh dẻo dẻo. Mình để được 1 tiếng đồng hồ trong tủ lạnh. Bánh thì mình ăn nó thường không có để tủ lạnh, nhưng mà với cái cách pha bột này á, các bạn để tủ lạnh mình ăn rất là ngon luôn á. Nó có cái độ lạnh lạnh nè, và trong bột á thì nó dẻo dẻo, thơm và béo nước cốt dừa. Rồi bây giờ mình sẽ ăn thử nha. Bột rất là dẻo luôn. Mời các bạn cùng thưởng thức bánh lá dứa kiểu mới với mình. Dẻo nè, và nó có độ mềm mại, độ ngọt và béo nước cốt dừa. Thì mình nghe được cái mùi thơm của lá dứa nữa. Rất là ngon luôn. Nó mềm mềm dẻo dẻo, hấp dẫn nè, lạ miệng và đơn giản nữa. Mình cần có 10 phút để khuấy bột thôi mà cho ra một món bánh vừa ngon vừa lạ mà có thể để được tủ lạnh luôn. Ăn 2-3 ngày vẫn ngon. Thì mời các bạn cùng vào bếp để thử ngay món bánh lá dứa này với mình nha. Đừng quên đăng ký kênh để nhận những video mỗi ngày. Ủng hộ kênh của mình, like và chia sẻ các video của mình nữa nha để kênh của mình phát triển rộng rãi hơn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Và nếu có góp ý hay là yêu cầu thêm món gì thì để ở phần bình luận bên dưới nha các bạn. Xin cảm ơn.